Con đây đây, con đây bán rồi. Nhảy thôi, ghi máy sợ, thấy máy sợ, sợ cái gì mà sợ. À, con này là một con thú nha các bạn, thú. À, con này thì một con mồi lỡ cho các bạn về chơi. À, con này thì gù tốt các bạn, gù tốt mà mồi lỡ nha. À, mồi cây lỡ các bạn. Nước chơi thì con này khống, nghi chim là khống, nghi chim mà khống. Con này có bộ cườm cũng khá là đẹp nha, dàn quay dàn cườm mà ok hết, nói chung là toàn diện hết đó các bạn, đẹp à. Đừng có nuôi chim dạng quá nha các bạn, dạng quá là chúng ta chơi nó nhanh lắm, nhát nhát thì chúng ta chơi cho nó lâu. Bởi vậy là chim chim bắt đầu của mình mà nó đã mồi lỡ trở lên là mình treo, nói chung là vánh người hết á, treo treo nhát hết, không có cho nó dạng đâu. Lúc bối thì cho nó dạng được, nhưng mà lúc mà nó nổi lên thì nhớ phải treo cho nó nhát rồi nha. Con này đi phân thiệt đẹp luôn nha các bạn, phân á. Rồi thì bạn nào muốn một con mồi lỡ về tập chơi luôn thì liên hệ nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha các bạn.